Ví dụ các bạn làm cái contour này, nó có cái hay là bây giờ thầy sẽ có một cái đường bất kỳ. Để thầy vẽ cái này luôn. Đây. Đó. Ví dụ như thế, mình học thêm công cụ mới luôn nha. Như vậy thì ở đây thầy đã có được một nửa này đi. Thầy copy cái đối tượng này đối xứng qua bên kia. Copy đối tượng đối xứng qua bên kia. Đối xứng, chọn cái kênh bên này, copy. Như vậy mình có là hai đối tượng với nhau. Được chưa? Hai đối tượng với nhau. Và chúng ta sẽ nối hai đối tượng này lại. Nối lại. Như vậy mình thêm công cụ mới. Các bạn sẽ chọn hai đối tượng, nhấn Shift, chọn hai đối tượng. Và các bạn chọn cho nó là Compile. Nối hai đối tượng lại. Rồi, dùng cái công cụ sửa, chọn hai điểm, biến hai điểm thành một. Rồi, rồi. Này là kênh lề, đây, biến hai điểm thành một. Turn to not. Hai điểm dưới này, mình cũng biến nó thành một. Như vậy cái hình của mình bây giờ mình đã có thể tô màu được rồi. À, còn nếu mà trước đó, trước khi mà các bạn son các cái điểm này lại với nhau đó, thì tất nhiên nó đi chung với nhau bạn, vì mình compare lại rồi, đi chung với nhau nhưng mà không thể tô màu. Lý do là nó bị lủng lỗ, giống như bạn đổ nước vô thì nó không đọng lại. Mình bây giờ mình chọn lít chuột ha, chọn công cụ sửa nè, lít chuột vùng cửa sổ nè, là chọn nối hai điểm, chọn nối hai điểm. Thì khi này cái thùng nó kín thì nó sẽ giữ được nước của chúng ta. Và chúng ta sẽ có thể chỉnh lại tí cho nó đẹp. Đó, chúng ta có thể chỉnh lại tí. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái đường bên trong. Nó giống với cái đường này. Tạo ra cái đường bên trong giống với cái đường này. Vậy thì chúng ta chọn contour. Chọn ở đây. Đó. Đều nhau hết nha. Đều nhau ở các góc, các đoạn hết. Rồi chúng ta đã tạo được contour. Đó là công cụ để chúng ta làm, và tí nữa các bạn sẽ thực hiện lại hai cái bài tập này giúp thầy.